Bây giờ cái gì này, Audi mà thế nào đấy hả cu? Em giữ nguyên hiện trường anh ạ. Em phải giữ nguyên hiện trường để chờ lực lượng chức năng đến. Nhưng mà em phải đánh gọn gọn vào đây tí để cho bà con người ta đi. Ui giời ơi, hai cái thằng này. Được, ý thức thì là tốt. Cố giữ nguyên hiện trường nhá. Thế đấy chứ nhỉ. Rồi, tiếp theo chúng ta cùng đến với cái gì đây? Ui trời ơi, đấy. Mấy ông đi xe đạp này lại vượt đèn đỏ rồi đấy. Gớm thật thôi, để bà con người ta nói quá. Vượt đèn đỏ rồi này còn đi vào cái đường gì đây? Đường cao tốc mà. Đây là đường cao tốc mà, nên đi vào. Ui giời ơi, chán thật thế thôi. Tôi phải nói là nếu mà thế giới này không có loài bò thì mấy cái ông này phải xếp vị trí top 1 đấy. Đấy, nói thế này tội mấy anh bò ra. Nhưng mà không nói không được cái gì này. Giời ơi, đường cao tốc mà mấy ông còn phi vào thì tôi chịu ông rồi. Tôi nói tôi cần một cái container ở đây, dèo một cái cho nó xẹp lép hết đi. Rồi, tiếp theo là cái gì đây? Ấy ấy, làm gì đấy? Ấy thế, ui giời. Thôi, nó vặn ngay cái xe đạp điện rồi. Thôi, nó thó mất luôn một cái xe rồi. Ở đấy này có đồng đội tiếp ứng đây này. Ai giả mấy cái thằng cu này manh động nhỉ. Mấy cái thằng cu bên Zimbabwe. Sang Việt Nam thì không có cái mùa xuân đấy đâu nhá. Chuyến án này chỉ có 24 giờ thôi nhá. Mà chưa đến 24 giờ ấy. Mà thế nào là chụp được mặt đối tượng chưa nhỉ? Sao khó nhìn thế. Sang Việt Nam thì bà con đập cho mất Face ID luôn nhỉ. Rồi, tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một ông chú. Ông chú nhìn quen thế. Đấy, chú ơi, bình tĩnh thôi nhá. Bình tĩnh thôi. Đấy, chú vượt rồi. Đấy, chú ơi. Nào ơi, ui trời ơi. Ui 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 ui. Vâng, may quá. Chú ơi, chú làm sao chú? Mày là bỏ trắng răng này. Tao ngày xưa xe tăng chống Mỹ chống Pháp tao còn không sợ này. Mấy cái xe này ăn thua gì. Cái thằng này nó định cho tao hít khói đấy mà. Nhưng mà ăn nào được tao. Gớm ông chú ơi, máu chiến quá đây thầy. Ngày xưa ấy là chú nằm trong cái đơn vị gọi là đơn vị tăng huyết áp. À nhầm tăng thiết giáp người đấy. Cho nên là mấy cái xe này nhầm nhò gì với chú. Chú ơi, kỹ năng tuyệt vời đấy. Tí về làm con gà ủ muối mà ăn mừng đi chú nha. Rồi thôi chào chú, chúng ta cùng đến với một tình huống tiếp theo. Nào nào tất cả dẹp ra để cho ta đi nào. Cút 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 ra để anh thể hiện nào. Dậy. Nào mấy cái thằng này dẹp vào đi. Đường này là đường của tao ấy nha. Này. Thôi giang hồ mõm bị bung mõm rồi. Đi đứng cứ như sổ đỏ nhà mình. Vâng ông, từ đường bên này ông chạy sang bên kia. Các xe thì đang lưu thông mà ông không coi ra gì luôn. Ông cắt ngang luôn. Thế nhưng mà gặp một anh xe khách thì cũng chiến quá. Thế là bung mỏ thôi. Rồi đang đi trên đường buổi đêm, tự nhiên lại muốn lấy thêm vợ rồi. Thấy tim cứ bồi hồi tưởng đâu. Ê cái gì này. Ê cái gì. Đom đóm à? Chắc đom đóm thôi. Dạo này đi đêm nhiều nào, nhìn nhiệt quá. Thành phố cũng có đom đóm. Thế đấy chứ nhỉ. Rồi cái gì nữa đây. Ấy bác ấy. Ui trời ơi. Ui mày quá chưa đổ. Vâng ông chú này lái container này được đấy. Tí nữa thì hẹo nha chú nha. Đi bình tĩnh thôi. Ui trời ơi. Chả nặng mà thế nào cô gắt thế. Nào vừa tôi nói cái gì nhỉ? Đang nói đến cái đoạn lấy thêm vợ hay là thế nào nhỉ? Mà thôi bỏ đi, dẹp đi. Vợ nó nghe thấy nó đập cho nhòe nét đấy. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một tình huống. Ái à, cái thằng cu này. Mình vượt ẩu đấy. Ây da. Ái. Tao bắt được cái thằng em nó đây rồi. Cái thằng anh mày chạy rồi nhá. Thì tốp lại đứng yên đấy. Toyota Ray à, biển 14A. Vâng, 14 là ở Quảng Ninh. Mà sao cứ thấy đi linh tinh thế nào ấy. Lấn làn vượt ẩu ào ào. Lần sau gặp lại đấm không trượt phát nào nha con. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một tình huống gì nữa đây. Ấy à. Ôi trời ơi. Muốn ngủ mà đi đứng thế. Ôi trời ơi thôi trệt rồi. Đấy không hiểu cái ông xe sụp cóc này đi đứng kiểu gì đây. Đi đứng chán thế chứ nị. Ôi trời ơi may vẫn lách được. Thế chứ nị. Cho bác là thì xe đi đứng chú ý một tí nhá. Chỉ như cái ông này thì dở hơi lắm. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một tình huống ở trên đường đèo. Vâng, đường đèo hôm nay thì đang hơi mưa mưa. Đường hơi trơn trượt, các bác đi lại lo từ từ bình tĩnh xuyên dáng ấy. Ui giời, cái ông xe tải này. Ui đi đứng chán thế, lấn làn vượt ẩu quá đấy thề. Vâng, đi đứng kiểu này xong bảo đời tài xế nó bạc để chịu. Chịu các ông rồi. Vâng, làm bác 60A ướt hết cả quần.
bác 60 biển ở Đồng Nai. Trời ơi, cứ nhẹ nhàng tình cảm đấy bác nha. Ui giời ơi, đi đứng kiểu này thì hỏng rồi, đi này thì chịu thôi. Rồi thôi, chúng ta cùng đến với tình huống tiếp theo đi. Mà sắp tới là 20 tháng 10 rồi đấy các bác ạ. Sắp tới 20 tháng 10 là cả ngày và cứ nói gửi lên trên này. Em mặc cho nó hồn nhiên, chỉ sợ lệch sóng là nó xiên vỡ mồm. Rồi gì nữa đây. Vâng, một anh Honda City biển đỏ. À màu đỏ chứ không phải biển đỏ, là quên. 28 à, 28 là ở đâu đây? 28 là ở Hòa Bình các bác nha. Đấy, lại thôi xe rồi đấy. Honda City ấy. Đấy cú. Ê, 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 rồi. Chịt rồi đấy. Chả hiểu đi đứng kiểu gì. Ê, giời ơi, đi đứng thì còn để xe nó lùi này bao giờ không đi chứ nị. Cú, mày xuống xem tình hình nào cú. Chịt vào xe anh rồi đấy. Như thế nào nhỉ? Chịt rồi đấy. Ờ hay, mày lùi chứ có phải anh tiến đâu. Mày lùi xe anh có cao mày này. Giời ơi. Mày xin lỗi, không xin lỗi à. Có thể nó đi rồi. Đấy. Khổ lắm đấy thề. Gớm thật thôi. Thôi nhưng mà nói chung là ba chạm nhỏ nhẹ này thì thôi bỏ qua, không có vấn đề gì. Nhưng mà lần sau nhớ xin lỗi một tí. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một tình huống. Một chiếc xe khách. Đấy, đang đi thì tự nhiên này dừng lại. Đấy trời. Ui giời ơi. Đang đi dừng lại. Làm anh xe tải này phải đền. Vâng, cái tình huống này thì cũng không biết là ai đền ai đây. Vâng, đang đi đi tự nhiên thì dừng giữa đường luôn. Chả thấy tức là lẻ gì. Làm bác xe tải không đảm bảo là cái khoảng cách an toàn thế là chẹt. Thế chứ nè. Vâng, may mắn quá là tình huống là không ai bị làm sao. Rồi tiếp theo cái gì đây? Thằng cô này nó có cái đồ chơi gì này. Ui giời. Nên đang nhìn đỏ tự nhiên là chuyển xanh nhỉ. Đâu 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 ấy à, nó bấm cái thì xanh luôn. Ui giời ơi. Thế nhưng mà mày nghịch thì mày cũng nghịch vừa vừa thôi nhá. Để mà có chuyện xảy ra là hai chữ là chung thân luôn đấy. Ui giời ơi đấy. Nên xanh cái nó bấm đỏ ngay, mà đỏ cái nó lại chuyển xanh. Thế chứ nhỉ. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với Zimbabwe. Vâng, đây là cách để mấy anh Zimbabwe không đi ngược chiều. Thế nhưng mà mấy anh vẫn đi ngược chiều. Để xem có anh nào dính trưởng không. Đấy, xì lốp rồi. Thật phải luôn. Đấy, cố quá làm gì. Cố quá lại thành quá cố. Đấy, thì xịt mất lốp sau rồi. Khổ chưa. Đâu đâu đâu, để xem còn trường hợp nào nữa không nào. Đồng chú này xì lốp rồi đây này. Rồi, quay ra bên kia đi. Để xem là có đồng chí nào to gan nữa không. Đấy, lốp xẹp lép rồi đấy. Úi trời ơi. Vâng, này được anh xe ô tô này. Thôi đấy, đừng đi nữa là hỏng bánh rồi. Tấp vào là thay bánh. Dịch vụ sửa chữa tại chỗ luôn. Úi giời ơi đấy. Người ta đã làm để không cho đi rồi thì còn cứ cố đi làm cái gì không biết. Úi giời ơi, mấy anh Zimbabwe này chất đấy. Tôi thấy cái thiết bị này có vẻ này hiệu quả đấy. Đi dính một lần lần sau chừa thì ra là chả dám đi ngược chiều ơi. Thế nhưng mà không biết là có cái đồng chí nào nó liều liều nó này phạt đi không nhỉ. Dễ lắm đấy thầy. Đấy, như cái đồng chí này này làm gì đây này. À, lấy cái cây để mà đè lên để mà qua. Cũng làm cái giải pháp hay đấy. Nhưng mà có hiệu quả không mới là vấn đề. Nào, kéo đi xem nào. Vâng, ông chú này, ông ấy chở nhiều hàng quá đây này. Đấy, thế là cuối cùng là cũng qua được. Nhưng mà sao lại cứ phải cố qua như chỗ này làm cái gì nhỉ. Đường xá nó này ấy vả cho cái bây giờ. Người ta đang đi đang lấy cái ván này. Vâng, chú trả nặng nên chú hơi bực mình tí, anh em thông cảm. Thế nè. Rồi tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một tình huống để xem là chuyện gì xảy ra nào. Vâng, một tình huống trước mặt chúng ta là một chiếc xe sedan màu trắng, chưa nhìn thấy biển hiệu gì, không biết là xe gì đây, nhìn người hay là cái gì đâu biết được. Nhảy nhẹt quá đây thề, càng nhảy nhẹt. Rồi bắt đầu đăng lên dốc. Rồi để xem nào, xem anh thể hiện cái gì nào. Đấy, có dấu hiệu của sự chuyển làn, định vượt à. Nào thì bình tĩnh thôi, nên dốc thì đi bình tĩnh, cứ từ từ. Đấy, như nào đấy, nó vượt thì vượt đi à thế. Đi đứng kiểu gì nhỉ. Chả hiểu đi kiểu gì. Ờ kìa thế, ta ta ta. Ui, ui trời, xong rồi. Chị chưa. Vâng, như là chưa chịt. Ui giời ơi, chán thật đấy thầy. Xe anh có cam thì đang chở hàng nặng nhá, mà lại còn đi lên dốc. Trái hiểu ông này đi đứng kiểu gì đây. Đâu, bây giờ xử lý nào đây. Chẹt chưa. Hình như là hơi chuẹt một tí. Đâu để xem nào. Ê, lại lùi thôi, con này là chuẹt rồi.
Ôi trời ơi, chán thế đấy cú. Mày đi đứng nào để đi xuống xem nào. Này, mày đi đứng nào đấy. Mày đi đứng này tao chịu mày luôn rồi đấy. Tao thật lạy mày đấy. Ôi trời ơi. Ôi trời. Lạy cái là đi luôn. Đây chắc là có vấn đề về tâm linh thật rồi. Lạy phát là lùi một tí. Nó khải hành ngang dốc cái nào nó phi đi luôn. Thế đấy chứ nè. Rồi ấy cái gì đây. Ôi trời. Nào thế đi. Ôi trời. À bon chân thế nhỉ. Sao hai anh này cà khịa nhau này nhỉ. Vầng trai hiểu kiểu gì nhỉ. Ôi trời. Cái thằng kia nó lại phi sang bên này rồi. Ôi trời, cái gì nhỉ. Vâng, cái tình huống mà phải nói là bên nước ngoài đấy các bác thấy không. Bên nước ngoài đi nó ngáo lắm chứ bến. Vâng các bác à, ra đường à, đi lại mình tính an toàn đấy nhá. Chứ đi như này rất đau lắm. Rồi tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một anh phải nói là hết sức mất thời gian. Đấy các bác chú ý vào cái anh xe đằng trước kìa kìa. Đấy anh rẽ phải rồi. Đấy đấy con lỏi đấy. Rẽ phải xong lại ngoạch lại đấy. Đấy 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 đấy. Nó ngoạch lại rồi. Rất là mất thời gian nè. Ngứa mông anh thì thôi. Con lỏi quá. Chả biết nhanh hơn được tí nào không. Cuối cùng là vẫn thế. Gớm khổ thật thôi. Sao mà cứ phải thế nhỉ. Rồi chán lắm đi thầy. Đây. Cái gì đấy nghe nghe thế. Ôi trời, ôi trời, cái gì này. Sao hôm nay đâu nó sổ ra nhiều thế nhỉ. Sao nhiều màu thế. Vâng thế nào chạy trên đường này không biết được ấy. Khu này là khu ở gần cái chỗ gì nhỉ. Đường Tránh Buôn Hồ nha các bác nhá. Để các bác nào ở gần đây thì biết này. Ui giời ơi sao này em cứ tưởng sàn kết quắc. Không thiếu chỗ chụp ảnh nha các chị. Sao đi cứ phải ra đường này dàn ấy. Cái xe đằng sau nó sắp tới rồi đấy. Anh xe đằng sau đi nhanh hơn tí dèo cho phát hôi em cái. Gớm thật thôi. Đi đứng này. Nhìn nó dèo cho cái thì bảo tay số. Nghĩ ảnh đẹp nhè. Gớm đấy. Trời ơi. Cái như kiểu lối vào thiên đường nhỉ. Rồi. Vâng và những nội dung hay ho nhất em gửi tới các bác trong video ngày hôm nay rồi. Nếu các bạn thấy nội dung của em hay ho có giá trị hữu ích thì hãy nhớ nhấn nút like, nút đăng ký. Rồi nhớ nhấn nút hình quả chuông để ủng hộ cho Ừ Thì Xem nha. Và xem nào có tờ tiền lẻ muốn mời em một ly cà phê thì có thể ủng hộ cho chương trình qua số tài khoản em để bên dưới phần mô tả và trên màn hình đây các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video hay ho lần sau. Xin chào.